Chúa đã ban cho họ được bánh bơi trời. Chúa đã ban cho họ được bánh bơi trời. Lời ca khen Chúa, ngợi mừng uy danh Chúa, chúng tôi đem kể lại muôn thế hệ tán dương Ngài. Chúa đã ban cho phán cho mây trời danh ngàn, người rộng mở khung trời và ban phán, người làm mây mưa xuống để của ăn nuôi dưỡng, bánh manna ban tặng đó chính là bánh bơi trời. Bánh cho dân được no siết, này là bánh thiên thần thật tinh khiết. Người dìu đưa dân tới về miền quê hương mới, đến non sông lưng đồi tay Chúa dọn sẵn cho người.